Dự báo thời tiết đêm 22, ngày 23 tháng 10 năm 2020. Phía Đông Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 16 đến 30 độ. Phía Tây Bắc Bộ, đêm không mưa, ngày nắng, đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 15 đến 30 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa, ngày nắng, phía Nam có mưa vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, nhiệt độ từ 22 đến 31 độ. Khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ. Thủ đô Hà Nội, đêm không mưa, ngày nắng, nhiệt độ từ 18 đến 30 độ.